bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị địa phương vừa triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lợi bất chính do Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu vào ngày 8 tháng 8. Thông tin chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đây là đối tượng Phan Đình Hải cầm đầu đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 do là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi qua các chốt kiểm dịch. Hải đã nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Em lấy thông tin của người muốn làm, xong rồi em chỉnh sửa trên file ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh, xong rồi in ra. Hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Bá Tú, 34 tuổi, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với giá 180.000 đồng một phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000 đồng một phiếu xét nghiệm PCR, thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, Tú tiếp tục bán lại cho các tài xế ô tô với giá 200.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và từ 600.000 đồng đến 650.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR. Các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả để đi qua các chốt kiểm dịch. Qua đây thì tôi cũng khuyến cáo nhân dân khi mà có nhu cầu là xét nghiệm Covid thì thể đến các cái cơ sở được cấp phép của chính quyền, của nhà nước và không nên mua qua mạng hoặc là qua môi giới. Vì việc hành vi này của người dân thì vẫn cùng tiếp tay cho các đối tượng làm giả các cái giấy tờ giả và làm giả giấy Covid. Và khi hoạt động tiếp tay thì vô tình người dân cũng trở thành đồng phạm đối với các đối tượng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu hồi tang vật vụ án gồm một bộ máy vi tính, một dấu tròn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, một dấu thu tiền cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục đấu tranh với 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, mở rộng vụ án, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!